Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 16 tháng 5 2019. Chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ La Vàng, thành phố Santa Ana, miền Nam California để gửi tới quý vị phóng sự thánh lễ an táng cô Maria Nguyễn Ngọc Nga, là người đã bị tử thương trong một vụ cướp giật đã xảy ra vào ngày thứ tư, 8 tháng 5 2019 tuần trước. Và hôm nay là thánh lễ an táng của cô sẽ được cử hành tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vàng. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Theo như chương trình tang lễ của cô Maria Nguyễn Ngọc Nga, linh cữu đã được đặt tại nhà thờ Đức Mẹ La Vàng và sau nghi thức phát tang vào lúc 1 giờ chiều, thăm viếng, đọc kinh cầu nguyện cho tới 5 giờ là thánh lễ đưa chân. Và trước giờ thánh lễ, một đại diện Hội đồng Hương Chu Hải Bà Rịa Vũng Tàu đã có lời phân ưu cùng tang quyến. Nếu chị còn vướng mắc gì thì xin Chúa qua lời cầu nguyện của mẹ Maria rộng tay tha thứ và đón chị về bên Chúa. Và chúng tôi cũng không quên xin Chúa và mẹ Maria một lần nữa giúp đỡ và an ủi và ban nhiều sức mạnh cho anh và gia đình bác. Và một đại diện tăng gia có lời cảm ơn. Chúng tôi xin được thay mặt cho cháu trai của chúng tôi xin trân trọng và kính chào ban chấp hành Hội đồng Hương Chu Hải và quý ông bà, anh chị em Hội đồng Hương Chu Hải đã vì tình thương mến thương, tình thương bác ái để đến thăm hỏi và chia buồn cũng như giờ cầu nguyện và có thể được ở lại tham dự thánh lễ an táng. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn Hội đồng Hương Chu Hải, trong đó có nhóm Maria Canh Tân Đặc Sủng, Giáo xứ Thánh Linh và tất cả anh chị em. Một lần nữa chúng tôi không biết lấy gì hơn, xin chân thành cảm ơn Hội đồng Hương Chu Hải và quý ông bà anh chị em. Sau đó thánh lễ đã được bắt đầu do linh mục Nguyễn Văn Luân, chánh xứ Đức Mẹ La Vàng làm chủ tế cùng với đức ông Nguyễn Đức Minh cùng đồng tế. Và sau khi bài đọc lời Chúa là phần giảng thuyết của linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Luân. Tất cả các thánh sự chết trước mặt đời đời xem ra là một cái sự mất mát. Đúng như vậy, nhưng chị Maria Nguyễn Ngọc Nga là một người vợ hiền, là một người con đối xử với cha mẹ tốt, đối với ông bà Phương đây là người là con dâu của ông bà, cũng như là các chị em đây. Chị Hà là người em út của chị, đã nói rằng chị của con là chị Nga, trước khi chị lên xe hay đâu, chị luôn luôn cầu nguyện. Và chúng ta thấy đó là một hình ảnh rất đẹp của một con người đi đâu có Chúa bên cạnh, đi đâu có các thiên thần bám mệnh để phù trì cho dù trong cái giây phút chỉ vì hai cái tên gia đình đó đã cố gắng cao nhất mặt của chị. Nhưng chúng ta thấy chị đã ra đi, ngày hôm nay chúng ta đến đây để chúng ta đến xác của chị từ 12 giờ đến giờ này. Chúng ta nhìn vào cái mặt của chị, mặt của chị rất là bình thản. Chị ra đi bình an trong cái nguy cơ, chị ra đi để lại niềm thương nhớ cho người chồng và cho tất cả ông bà Phương như là tất cả anh chị em ở đây, như là ông của Hương là người cha ruột của chị đang nắm chờ để thứ nhất là cầu nguyện cho con mình, thứ hai là chị sẽ được an táng ở giáo xứ Đức Long thuộc giáo phận Xuân Lộc, nơi mà bà cụ của chị cách đây 3 năm đã được an táng tại nghĩa trang đó. Kính thưa quý khán thính giả, thánh lễ an táng cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Ngọc Nga sau đó đã được tiếp tục với các nghi thức phụng vụ, và khi kết thúc thánh lễ, mọi người đã tiến đưa linh cữu chị Nga ra xe tang. Và theo như dự trù, vào chiều ngày thứ bảy 18 tháng 5, chồng chị Nga sẽ đưa linh cữu của chị ra phi trường trở về Việt Nam và sau đó an táng tại giáo xứ Đức Long, giáo phận Xuân Lộc. Phan Đại Nam tường trình từ thành phố Santa Ana, miền Nam California. Xin chào quý vị và những chương trình kế tiếp.